Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review, và hiện tại mình đang cầm trên tay đây là chiếc iPhone 7 Plus hàng CPO, hay còn gọi là hàng tân trang. Và ở những video trước thì mình cũng đã giới thiệu nhanh với các bạn về cái sản phẩm này rồi. Và hôm nay thì mình sẽ đi mở hộp sản phẩm này để cho các bạn thấy rõ hơn, cảm nhận rõ hơn cái chất của những chiếc iPhone 7 Plus hàng CPO mới 100% này so với máy cũ thì như thế nào nhé. Nói chung là việc mà các bạn mua những chiếc iPhone 7 Plus CPO này thì có rất nhiều cái sướng. Và cái sướng đầu tiên là chúng ta sẽ được tự tay bóc xi một sản phẩm mới 100% như này. Cảm giác rất là phê. Đấy. Ok. Rồi, và bên trong này chúng ta sẽ có những cái gì đây? Là một sản phẩm mới nên chắc chắn là nó sẽ có đầy đủ như một cái sản phẩm mà các bạn mua chính hãng ở thị trường Việt Nam rồi. Những cái này là để dán nhá. Đấy, anh em nào dán vào sau điện thoại, dán vào ốp thì đều có thể dán được này. Sách hướng dẫn sử dụng. Đấy. Rồi, tất nhiên nhân vật chính chúng ta là một chiếc máy. Và đây là phiên bản màu vàng nguyên siêu màn hình luôn. Đấy, có email những thứ này, rất là ngon. Ở trong này chúng ta sẽ có những cái phụ kiện chuẩn xịn của Apple, bao gồm tai nghe. Tai nghe này là tai nghe chân Lightning. Một củ sạc đây gọi là gì? Vuông vuông à? Ok. Chính hãng thì nó sẽ là sạc dài dẹt dẹt, còn đây là vuông, là có thể là Mỹ hoặc là Nhật. Một dây sạc, một cái dây sạc Lightning. Và đây là tất cả những gì mà chúng ta nhận được khi mua một chiếc iPhone 7 Plus. Điển hình đó là chúng ta được bóc xi một sản phẩm mới 100%. Và để trả lời cho câu hỏi ở phần tiêu đề của video là tại sao lại rẻ thế, thì mình sẽ nhắc lại một chút về nguồn gốc xuất xứ của những chiếc iPhone 7 Plus này. Thì đây là những sản phẩm mà trước khi được phân phối ra ngoài các thị trường thì chúng được giữ lại vì phát hiện ra lỗi. Và đối với những sản phẩm lỗi như này thì Apple không bỏ đi, mà thay vào đó thì họ kiểm tra lại một lần nữa bằng những cái quy trình kiểm tra chất lượng rất là nghiêm ngặt, xử lý những lỗi tồn đọng ở trên thiết bị này, những cái lỗi mà đã phát hiện ra trước đó. Xử lý xong thì Apple sẽ chuẩn bị thêm một chiếc hộp nữa, hộp như này luôn. Nó khác với những chiếc hộp của những chiếc iPhone 7 Plus bán ra thông thường. Đấy, chính vì thế nên giá bán của chúng cũng sẽ rẻ hơn. Và điều quan trọng hơn hết là đây vẫn là những sản phẩm mới 100% nguyên siêu, chưa qua sử dụng, chưa active và có đầy đủ phụ kiện như mình vừa cho bạn thấy. Thì những phụ kiện này thì ra ngoài thị trường rất là khó tìm. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là ba cái lý do tại sao chúng ta nên mua những chiếc iPhone 7 Plus mới 100% hàng CPO tân trang này theo quan điểm cá nhân của mình. Lý do đầu tiên chính là đây là những sản phẩm mới 100%, chưa qua sử dụng và là một sản phẩm full box nguyên siêu như mình có chia sẻ ban đầu. Thì ở trong này chúng ta sẽ có những bộ phụ kiện chuẩn zin theo máy. Đây là những cái bộ phụ kiện mà các bạn sẽ rất khó có thể tìm được ở trên thị trường, hoặc là tìm được thì cũng không biết là thật giả như nào, thì rất có thể là sẽ bị lừa. Còn các bạn khi mua những sản phẩm này thì các bạn sẽ được sở hữu bộ phụ kiện zin chuẩn luôn. Đấy, hàng chất lượng 100% là mình đánh giá rất là cao. Và tiếp theo, lý do thứ hai đó là chất lượng của nó thì hoàn toàn vượt trội hơn so với máy cũ. Và quan trọng là giá thì chênh lệch không nhiều. iPhone 7 Plus thì đã ra mắt được hơn 2 năm nên không có gì lạ khi mà máy cũ đang có nhiều thị trường với nhiều kiểu chất lượng khác nhau, và ngoại hình thì có thể là không được đẹp và đặc biệt pin thì bị chai nhiều. Thì chiếc iPhone 7 Plus CPO này thì sẽ giải quyết tất cả những cái vấn đề trên, từ hình thức đẹp long lanh như bạn có thấy là nó còn có cả nguyên cái siêu màn hình như thế này, và pin cũng thế, mới 100%, chưa sạc lần nào và số lần sạc là không, đồng nghĩa với việc là tỷ lệ chai pin cũng là 0% luôn. Và khi mua những chiếc iPhone 7 Plus CPO này thì các bạn sẽ chẳng cần phải biết cách kiểm tra máy, test các chức năng cơ bản, bởi vì là riêng những chiếc 7 Plus tân trang này thì đã được Apple kiểm tra chất lượng tới 2 lần. Và quan trọng hơn hết đó là giá bán của nó thì không chênh lệch nhiều so với máy cũ xếp theo giá trị của sản phẩm. Tức nghĩa là bản thân iPhone 7 Plus là một cái sản phẩm cao cấp nên vốn nó có giá trị rất là cao, nên mức chênh lệch khoảng 3 triệu đồng cho một sản phẩm này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và với mức chênh lệch 3 triệu này thì chúng ta đổi lại được rất nhiều thứ, từ bộ phụ kiện chuẩn đi kèm này, trải nghiệm của một sản phẩm mới so với sản phẩm cũ. Và với cái bộ nhớ trong 128GB thì chúng ta sẽ thoải mái sử dụng, thoải mái chụp ảnh, quay video cũng như là tải game nặng về chơi mà không phải lo về vấn đề hết bộ nhớ. Và cuối cùng, đó là những chiếc iPhone 7 Plus trong năm nay thì vẫn còn đang rất mạnh với con chip Apple A10 Fusion, vẫn rất đáng mua, rất đáng sử dụng. Cam kết sẽ đáp ứng cho các bạn từ 3 đến 4 năm sử dụng với công suất tối đa, điển hình là chiến game nặng như là Liên Quân Mobile này, Asphalt 9 hay là PUBG Mobile. Chiến game tốt thì đồng nghĩa với việc những tác vụ cơ bản hoàn toàn không phải là vấn đề đối với chiếc máy này. Chưa kể tới việc là máy có màn hình lớn, pin trâu, camera kép, chụp ảnh cũng như là tính năng chống nước, tất cả sẽ đều mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho bạn trong một thời gian dài dài nữa.
Và vừa rồi thì mình đã mở hộp và chia sẻ nhanh cho các bạn thêm một vài thông tin về chiếc iPhone 7 Plus CPU, hay còn gọi là iPhone 7 Plus tân trang này. Theo các bạn thì với chiếc iPhone 7 Plus nếu bây giờ mua thì sẽ sử dụng thêm được khoảng bao lâu nữa thì lỗi thời? Và những ai đã và đang sử dụng iPhone 7 Plus thì có đang hài lòng với em nó không? Hãy để lại ý kiến của mọi người ở ngay dưới video này cho mình và mọi người cùng biết. Và các bạn cũng cần lưu ý một điều, đó là iPhone tân trang nói chung hay là iPhone 7 Plus nói riêng thì có số lượng không nhiều và sẽ rất là nhanh hết hàng. Vì vậy nên các bạn hãy thật nhanh tay để sở hữu được những cái sản phẩm ngon bổ rẻ như này tại Riêng của mình. Link sản phẩm thì mình sẽ để ở dưới mô tả video để cho các bạn tham khảo nhanh hơn. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật thông tin công nghệ mới nhất và sản phẩm mới nhất cùng Riêng của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.